xin chào tất cả em đã đến với kênh DocGP và hôm nay chị em chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 18 tháng 10 năm 2019 nha. Và đầu tiên đây sẽ là đơn hàng của mẹ tặng, chị xin lỗi, mẹ Hạnh tặng cho bé Nguyễn Hà My. Đơn hàng này đã chuyển khoản rồi nha các em, cho nên là khi mà nhận hàng thì mình sẽ không phải trả tiền nữa nha bé Hà My ơi. Wow, đầu tiên sẽ là một hộp màu siêu to khổng lồ nha các em. Đây, một hộp màu 150 chi tiết ha, rất là đẹp luôn. Hộp màu này có với giá là 230.000, chị em chúng ta cùng nhau mở ra xem nha. Wow, rất là chắc chắn nha các em. Wow, đẹp chưa nè, rất là dễ thương nha. Có tất cả các màu nha, từ màu nóng tới màu lạnh ha. Đây, bên đây là màu nước ha, bút lông nè. Đây, có hồ nè, có gươm, có cả là cọ nữa nè các em, dễ thương không? Có cả thước nữa nè, bút chì nữa, rất là đẹp ha. Có cả kẹp giấy nữa, đây. Màu, những tông màu cực kỳ xinh, những chi tiết rất là đẹp. Đây, đây là bút chì ha, màu chì màu, và ở dưới đây là màu sáp ha, rất là đẹp luôn. Một hộp màu siêu to như thế này với giá là 230.000. Yeah, tiếp đến sẽ là đơn hàng của bé Trần Nguyễn Thanh Tuyền, đơn hàng 278.000. Wow, bạn có mua là hộp trang điểm 195.000 nha các em. Có hình một cô nàng thỏ rất là đẹp luôn ha. Đây, màu thì có những cái màu có nhũ, có kim tuyến bên trong, rất là đẹp nha em. Đây, rất là đẹp luôn, hình ngôi sao nè, hình trái tim nè, có cả cọ nữa ha. Son môi nữa, rất là nhiều luôn, rất là nhiều cọ. Đây, hộp màu này, chị gọi hộp trang điểm này là 195.000 nha. Rất là đẹp luôn á. Và các em xem đây, tiếp đến bạn còn có đặt là mua là một chiếc áo ha, rất là dễ thương luôn. Chiếc áo màu trắng, hình của anh chàng hay anh chàng gì đấy các em, sách và cái ACM, rất là dễ thương luôn. Đây, rất là đẹp nha. Đây, chị sẽ quay kỹ hơn cho các em xem nè. Đây, một chiếc áo đơn giản như thế này, oversize luôn, rất là đẹp ha. Chỉ 50.000 một chiếc nha, hình cũng rất là đẹp luôn. Và tiếp theo sau đây sẽ là đơn hàng của bé Vũ Thị Phương Linh, đơn hàng 360.000. Và đây bạn có mua là một bộ thước hình học ha, có cả cái hình TTF nữa, đổ ra xem nha. Đây, có thước đo độ nè, có tam giác cân nè, có eke, có cả thước thẳng nữa các em ơi. Và có cả một chiếc túi rất là xinh, hình 7 anh chàng TTF nha. Bộ thước như thế này là rất là đẹp, 8.000. Tiếp đến sẽ là một cây thước hoa, cái thước hoa này cũng là 8.000 nha. Đây, có rất là nhiều vòng tròn ha, hoa văn đây, các em có thể vẽ được rất là nhiều luôn. Đây, một cái thước to ơi là to, cũng chỉ 8.000. Hai cây bút thỏ đổi màu nè, màu hồng và màu xanh dương, rất là đẹp luôn, mỗi cây 7.000. Bạn còn có mua cả màu sắp tô màu hình công chúa nữa này các em, có rất nhiều hình ở trong đây nha, hình khác nhau luôn ha. Màu sắp như thế này là 20.000 nha các em nha. Mình có ba cây bút Galaxy nè các em, một là bút bắp, hai là bút chú gà, ba là ngựa pony, cực kỳ dễ thương luôn, màu thì rất là đẹp ha, mỗi cây 5.000. Một gom bấm này dễ thương không các em? Rất là dễ thương ha, có hình cái lỗ tai thỏ luôn nè. Wow. Đây là cái mộc in nè, rất là dễ thương. Wow, để chị coi mộc in hình gì đây. Wow, giống hình chú thỏ nè các em ơi. Rồi chị đậy lại và mở ở đây. Đây. Để chị coi chị. Đây, cái này là gom khúc mà. Shop đã nhầm cho em rồi, em chọn là gom bấm mà không phải gom khúc, cái này là gom khúc nha, để chị đổi lại cho em nha. Và đây em ơi, đây là cây gươm bấm của mình nha. Đây, để chị bấm cho các em xem nè. Bấm nè, trời ơi. Bấm nè, bấm nè, bấm nè, bấm nè. Nó ra ha. Khi mà mình muốn không ra nữa thì mình nhấn cái đầu này xuống và mình đẩy cái này vô nè. Đẩy vô, rồi xong ha. 9.000 một cây gươm bấm. Lấp lánh quá. Và đây là cây bút nước nha các em. Còn có cả đèn nữa nè. Wow, rất là đẹp nha. 18.000 cây bút nước có đèn này nha. Còn có cả hai thiên nga đèn nữa nè các em. Wow. Wow, rất là sáng luôn ha. Mỗi thiên nga như thế này là 9.000. Thiên nga này là thiên nga hồng hết nha các em. Rồi đây, mỗi cây là 9.000 nha. Tiếp đến thì là một cây kẹp hoa cúc ha, rất là dễ thương. Kẹp này là 5.000 nha các em. Mình có thể đây. Rồi bấm kẹp vô và bấm tóc lại như thế này. Rất là dễ sử dụng nha. 5.000 một cây, rất là đẹp luôn. Bạn còn có mua là hai cham nha, một cham ly cà phê cappuccino nè các em, dễ thương quá. Một ly trà sữa nữa nha, mỗi cham 5.000. Wow, bạn còn có mua bút pony nữa nè, pony ngồi nè các em, dễ thương quá chừng. Một cái bút pony là 5.000 nha. Và đây, bút đôi hình này là hình gì các em, hình chú hổ hả, rất là dễ thương. Bút đôi thì là 12.000 nha, rồi hai cây á, rất là dễ thương. Tiếp đến là bạn mua laptop cho búp bê học bài nè các em ơi, 5.000 một chiếc. Một cây kẹp nha, đây. Wow, rất là dễ thương, kẹp bấm hình chú thỏ, có quả dâu nữa, cực kỳ xinh nha. 25.000 một cây kẹp này, rất là chắc chắn đó các em.
Bạn còn có mua cả đồ cho anh Ken nữa nha. Một bộ học sinh cho anh Ken nè, để đi học. Và một bộ đồ xanh điệu cho anh Ken đi dạo phố ha. Rất là dễ thương, mỗi bộ đều là 30.000. Đến là một chiếc quạt sạc cực kỳ dễ thương. Đây, hình Hello Kitty. Mở nha, nhấn nút nè. Khởi động, mát quá, trời ơi, rất là mạnh luôn các em nha các em. Tiếng gió rất là mạnh, rồi tắt nha. Chiếc quạt này là 75.000, cực kỳ xinh, mình có thể để đứng như thế này luôn. Và đây là dây sạc nha. Tiếp theo bạn còn có mua là cả hai tấm hình ha, poster lớn luôn. Đây, rất là đẹp ha, của wow. Đây, hai tấm hình của Sách và cây ACM, chị cứ quên hoài, gọi là Khánh đi nha. Đây, cây ACM và Sách, rất là đẹp trai nha. Hai tấm, hai phong cách khác nhau luôn, hoàn toàn khác nhau mà cực kỳ đẹp nha các em. Đây, mỗi tấm poster lớn như thế này chỉ có 10.000 thôi. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Trần Thị Mỹ Tiên, đơn hàng 148.000. Đầu tiên sẽ là một chiếc quạt của Khánh và Sách. Đây, rất là dễ thương ha. Một chiếc quạt như thế này là 20.000. Màu sắp hình dáng nhỏ của Sách và Khánh, rất là dễ thương. Đây, 10.000. Wow, là hai sắp luôn các em ơi. Hai sắp, hai phong cách khác nhau luôn ha. Rất là dễ thương, mỗi sắp là 10.000 nha. Bạn còn có mua cả dây chuyền của Sách nữa nè các em. Rất là dễ thương ha. Một sợi là 15.000. Và còn có cả là một tấm hình poster lớn nữa. Đây, tấm hình poster to như thế này, hình ảnh rất là đẹp mà cũng chỉ có 10.000 một tấm thôi. Và cuối cùng sẽ là một chiếc áo thun nha các em. Rất là dễ thương, hình của Khánh và của Sách luôn, rất là đẹp luôn. Một chiếc áo thun như thế này, oversize luôn nha, rất là đẹp, 50.000. Và tiếp theo đây sẽ là đơn hàng của bé Mai. Và mẹ Mai Liên đã tặng cho bé Mai đơn hàng 177.000 nha. Và các em ơi, các em có biết đây là gì không? Giống hình tổ ong quá ha. Đây là hộp màu hình tổ ong đó các em. Một sản phẩm mới của shop luôn. Đây, chị không thể mở ra được tại vì là người ta đã niêm phong lại rồi nha. Không thể khui ra, nếu khui ra thì sẽ không có bán được cho các bạn đó. 100.000 ha, rất là đẹp. Có 46 chi tiết ở trong đây, rất là dễ thương ha. Rất là đẹp, 100.000 một bộ màu tổ ong như thế này, xinh ơi là xinh luôn. Bạn còn có mua cả là chú bút chì hình Hello Kitty nữa nè các em, hình mấy chiếc máy pha cà phê ha, có cả gơm ở trong này nữa, gơm hình trái chuối nè, rất là đẹp nha. Đây đó, các em thấy gơm chưa, rất là dễ thương, 7.000 nha. Bạn còn có mua là một bộ khít làm xì lam ha, 12 nguyên liệu làm được 5 loại xì lam khác nhau, chơi cực kỳ vui luôn, 30.000 một bộ. Bé Nguyễn Hồ Xuân Mai ơi, đây là đơn hàng 193.000 của em nè. Wow, hai hộp bút công chúa nha, hình ảnh rất là đẹp luôn. Một nàng công chúa bạch tuyết, còn nàng công chúa bên đây thì công chúa gì chị không biết, mà rất là đẹp, cô nào cũng rất là đẹp. Có cả mỗi hộp bút xinh xắn như thế này là 80.000 một hộp nha các em, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo sau đây sẽ là đơn hàng 272.000 của Nhung Ngọc nha. Đầu tiên mình có mua là một ổ khóa, một nhật ký ổ khóa ha, có ổ khóa và chìa khóa, có cả hình công chúa nữa, rất là dễ thương nha, hình trái tim nữa, 35.000 một quyển. Xin lung linh chưa? Đây là bìa bao tập nha. Đây là nhãn bìa bao tập Blackpink, rất là dễ thương ha. Bao tập này là, các em ơi, bao tập này là 20.000 nha. Nó có cả giấy trong nữa, có cả giấy trong nữa cho các em dán lại ha. Có cả nhãn nữa, rất là đẹp luôn, 20.000. Trong đây nó có một sắp như thế này là nó có 10 tờ các em. Đây là hình rất đẹp nhưng mà không phải là nhóm Blackpink nha các em. Đây là nhóm sale nha. Đây, đây mới là Blackpink. Chị bỏ nhóm sale ra nha. Chị lấy Blackpink cho em theo yêu cầu của em ha. Đây, bỏ ra. Blackpink thì cũng giống như vậy luôn. Màu sắc như thế này đều có 10 tờ và... Đây, rất là đẹp. Đều có 10 tờ và một sắp là 20.000 nha các em. Rất là dễ thương. Cũng có là nhãn dán luôn ha. Rất là đẹp. Bạn còn có mua cả bịt mắt ngủ của Blackpink nữa nè. Một bịt mắt như thế này là 32.000, rất là mát, giúp ích cho đôi mắt của chúng ta ngủ ngon, thông minh và học giỏi nha. Kèm theo sẽ là ba sắp hình dáng nhỏ, rất là dễ thương, xinh xắn, 10.000 một sắp nha. Hình dáng cũng giống Blackpink luôn. Có hai gom dép nha, shop lấy cho em là một gom thọ hổ và một gom chú ếch, cực kỳ dễ thương ha, mỗi gom là 6.000. Và đây sẽ là một chú Pikachu cực kỳ dễ thương nha, cái lỗ tai. Cái lỗ tai biết chào mọi người đây, rất là dễ thương ha. Xin chào, xin chào. Bị dướng cỏ rồi em ơi. Đây, rất là dễ thương. Đây, chị thử tay bên đây nha. Đây, xin chào nè. Đó, rất là dễ thương ha. Pikachu cực kỳ xinh luôn. Lỗ tai bên đây cũng hoạt động luôn. Wow, xấu hổ hả? Che mắt lại rồi. Thử lại nha. Wow, lên nằm luôn. Và đây, sau thời gian chỉnh sửa thì đây, tai của chú Pikachu đã
hồi phục bình thường nha các em. Đây rất là dễ thương ha, bàn tay cũng rất là dễ thương. 110.000 một chú Pikachu cực kỳ dễ thương và lông mềm ơi là mềm luôn. Tiếp đến đây sẽ là đơn hàng của bé Ngô Thị Tốt Tâm, đơn hàng 143.000. Hồi nãy là một chú Pikachu, còn chú này là chú gì các em? Đây là thỏ hồng hả các em? Rất là dễ thương ha, mình thử tay nha. Wow, xin chào các bạn. Bên đây, xin chào các bạn. Wow, tay hoạt động tốt nha. Phần lông thì rất là mềm mượt nè. Đây, mắt, mũi, miệng đầy đủ ha. Đây, phần cánh tay rất là dễ thương, có trái tim luôn nè các em ơi. Màu hồng cực kỳ xinh nha, rất là đẹp, 110.000. Và đây sẽ là đơn hàng của bé Trần Thị Giang, đơn hàng 168.000. Bạn có mua là một bịch xốp li ti nha, xốp li ti màu vàng rất là đẹp, 9.000. 14 chiếc hũ nha, chị em chúng ta cùng nhau đếm nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 và 14 đủ nha em. Có đầy đủ nắp luôn cho mình nha, hũ tròn 2.000 một hũ. Một bịch tuyết nhân tạo 10.000. Còn có một bịch borax 5.000. Hai chai màu, màu hồng và màu cam. Nhưng em ơi, màu cam bên shop hết rồi, shop lấy chai màu vàng nha. Cũng rất là đẹp, mỗi chai như thế này là 2.000. Fitbo thì em cũng thích màu hồng và màu cam, nhưng hết rồi, shop lấy chai màu hồng nhạt và màu hồng đậm nha. Rất là dễ thương, mỗi bịch 5.000. Cấm tim và cấm tuyết cực kỳ đẹp luôn, mỗi bịch là 5.000 luôn nha. Còn có hũ keo sữa lớn 15.000. Một bộ kit làm xì lam ha. Đây, 12 nguyên liệu làm được 5 loại xì lam khác nhau, chơi cực kỳ vui nha. 30.000 một bộ kit. Em còn có mua là một cây bút hoa đổi màu đây, rất là đẹp luôn. Đây, một cây 7.000 nha. Bé Thúy Hằng và bé Lan Anh ơi, đây là đơn hàng 184.000 của mình. Bạn có mua là hai cây bút hoa đổi màu nha. Chị lấy cho em là hoa này nè, rất là dễ thương ha. Hoa này là hoa hồng và hoa này là hoa cúc. Đúng nghe em, rất là đẹp ha, mỗi cây 7.000. Bút Galaxy Bắp thì bạn có mua là 4 cây. Đây, rất là dễ thương ha, mỗi cây chỉ có 5.000 thôi. Có hai cây bút lò xo không đèn, bút nước bình thường ha. Đây, 15.000 một cây, rất là đẹp ha, lấp lánh vô cùng. Có cả hai cây bút chì dẻo này các em, dẻo ơi là dẻo, vô cùng dẻo luôn, 5.000 một cây nha. Hai gom son môi cực kỳ dễ thương luôn, chị em ta cùng nhau mở nha. Mình có thể vặn giống như vậy nè các em, rất là dễ thương, giống như là một cây son vậy đó, cực kỳ xinh ha. Mỗi cây là 5.000. Còn có cả hai tiếp kẹo kem đánh răng, kẹo kem đánh răng thì là 10.000. Và bạn còn có mua là 1, 2, 3 và 4, 4 sắp hình dáng BTS nha, mỗi sắp như thế này là 10.000. Tiếp sau đây sẽ là đơn hàng của Vi Khanh, đơn hàng 93.000 nha. Bạn có mua là hai bộ màu dạ quang này các em, cực kỳ dễ thương luôn ha. Wow, mình còn được tặng kèm thêm một chiếc túi nữa nè. Một nếu bán lẻ giống như là viên thuốc vậy, màu dạ quang giống viên thuốc vậy các em, có hình mặt cười luôn ha, hình le lưỡi, hình đủ tất cả các hình luôn, rất là đẹp luôn. Mỗi nếu bán lẻ mỗi viên thuốc như thế này là 5.000. là bút màu dạ quang đó các em, màu dạ quang giống như viên thuốc vậy, 5.000. Còn nếu các bạn em mua một bộ như thế này là 30.000 ha, bạn mua tất cả là có hai bộ luôn á, rất là dễ thương. Và đây là đơn hàng 165.000 của bé Thủy Tiên. Đầu tiên Thủy Tiên có mua là một chiếc nón BTS rất là dễ thương luôn ha. Đây, một nón lưỡi chai rất là đẹp, 40.000. Rất là dễ thương, có chữ ký luôn nè các em. Tiếp đến sẽ là một cây quạt 20.000 của các anh chàng BTS, rất là dễ thương ha. Còn có cả lắc tay của BTS nữa này các em ơi, 15.000 một lắc, rất là dễ thương nha. Phía sau còn có chữ ký nữa. Và đây vô cùng lấp lánh ánh bạc ha, có hình chú thỏ nữa. Đây, một bóp viết hologram như thế này là 60.000 nha, bóp đựng viết đó các em, rất là dễ thương ha, bóp viết hologram 60.000. Và mình cùng nhau xem đơn hàng của Trần Đặng Trung, một đơn hàng 189.000. Đầu tiên sẽ có là ba cây bút đèn ha, ba cây bút đèn mặt lò xo, mặt cười nè các em, rất là dễ thương. Ok, đèn rất là sáng luôn ha, khi cúp điện thì chúng ta có thể là rất là đẹp ha. Mỗi cây đều là 9.000 nha các em. Đây, rất là đẹp luôn, mỗi cây 9.000 nha. Có màu xanh, màu hồng và màu vàng. Bút dạ quang này á, thì là 7.000 một cây ha. Khi mua đây, một bộ là 4 cây, các em có thể mua lẻ luôn. Mình có tặng kèm thêm một chiếc túi cực kỳ xinh luôn ha. Mở ra ha. Đây, đã bị dán băng keo rồi nên chị không mở được. Đây, về nhà các em có thể là tháo ra mở ha, đừng kèm một chiếc túi thật là xinh xắn. Bên đây hai cây nữa là mình có 6 cây. Và ở bên đây nè, mình mở ra nè, mình đóng lại nè, rất là dễ thương ha. 7.000 một cây, bạn mua tới 6 cây luôn. Well, well, well. Và hôm nay sắp lấy nhầm nhiều quá. Đây, bút dạ quang bạn đặt là mỗi cây là 5.000 nha. Cái loại 7.000 này là không đúng ha. Bạn lấy 6 cây, 6 cây đây, mỗi cây 5.000 của mình nè. Rất là đẹp, đây là hình viên thuốc đó các em. Đẹp cực kỳ. Và bạn còn có mua là một gom trái tim rất là đẹp luôn, gồm có 4 viên nha, mà chỉ có 5.000 thôi, xinh quá chừng. Còn có là cả thủy phụ kiện cho búp bê nữa nha, chị em chúng ta cùng xem nha. Wow, hôm nay mình còn có 500 hình trái tim cho búp bê nữa nè các em, rất là dễ thương. Tập sách nè, thảm nè,
Đây lớp cô dâu ha, túi vải nè, ly nè, phụ kiện mới, có cả chài nè. Wow, giá đỡ nữa, phụ kiện cũ có tay phone nữa nè các em, rất là đẹp ha. Tiền, mắt kính cũng như là váy đơn giản nè, giày, laptop và móc cho búp bê ha. Rồi còn có là ly mì, tô mì và có cả chiếc nón nữa, nón kiểu cho búp bê nữa. Một đống đồ chơi cho búp bê như thế này chỉ có 87.000 nha các em, tiết kiệm được rất nhiều nha. Bé Khoan, Phan Nguyễn Khánh Hà ơi, đây là đơn hàng 86.000 của mình. Đầu tiên sẽ là một cây bút kéo nè, bút kéo có giá là 5.000. Em có đặt là hoa bạch môn nhưng mà hoa bạch môn hết rồi, chị lấy cho em là hoa nho rất là dễ thương ha, một chùm nho rất cực kỳ dễ thương, nó cũng đổi màu luôn nha em. Rồi mình còn có là bút chì cuộn băng keo nè, chì kim nè, chì bấm trái tim, và có hai bút Galaxy khủng long rất là dễ thương ha. Còn có là bút hoa anh đào, nhưng em ơi hoa anh đào tròn thì sắp hết rồi, sắp chỉ còn hoa anh đào loại này thôi, rất là dễ thương luôn, mong rằng em sẽ thích ha. 5.000 một cây nè, tất cả đều là 5.000, chỉ có hoa đổi màu là 7.000 nha. Còn có là gom son môi, và bạn còn có mua là băng keo cá nhân nữa, rất là dễ thương, 5.000 một miếng. Và gom đôi dép ha, rất là dễ thương, 6.000 một gom. Nguyễn Thị Mộng Thường ở đây là đơn hàng của mình, đơn hàng 110.000. Mình có mua là một bút thỏ cực kỳ xinh luôn, wow rất là đẹp nha. Còn có là chì trái tim nè, chì bấm trái tim á, ngựa boni, và một bút quyển sổ mèo ngắm hoa anh đào rất là dễ thương. Mỗi cây tất cả đây đều, mỗi cây đều là 5.000 hết đó các em. Rồi tiếp đến sẽ là thế giới gom của bạn nha, có hai gom, gom này là gom gì các em, gom xương rồng ha, và có cả hai gom trái tim cầu vồng nè. Rồi còn có cả hai gom quyển sách nữa, rất là xinh luôn, có hình que kem, có hình cây kem, rất là dễ thương. Một gom đôi dép nè, một gom Hello Kitty nè. Mỗi gom như thế này, mỗi bịch gom như thế này đều là 5.000 nha. Xương rồng thì cũng là 5.000 một cây, rất là dễ thương. Bạn còn có mua là một tủ gom Hello Kitty nữa nè các em, một thế giới gom và tủ gom ha, rất là dễ thương. Đây mình có thể mở hộp tủ luôn nha, mở tủ rất là dễ đó, dễ thương quá. Tủ gom này là 16.000 ha. Đây, các bạn cùng nhìn là đơn hàng của bạn nè, vừa viết, vừa gom, vừa tủ gom, mà những toàn là những gom dễ thương, xinh đẹp không ha, rất là đẹp đơn hàng này. Và đây là đơn hàng của bạn Bùi Xuân, 71.000. Bùi Xuân ơi, em có ở đó không nè? 5.000 ha, một bịch Fippo rất là xinh đẹp, 5.000 luôn. Một bịch tiếp Mỹ 8.000, có hai bịch đất sét giật nha, mỗi bịch là 3.000. Một chai hương, em mua là hương sữa nhưng em ơi, hương sữa bên shop hết rồi, shop lấy cho em hương cam cực kỳ thơm luôn á, 5.000 một chai luôn. Cuối cùng là một bịch shop TT ha, rất là đẹp, 9.000 một bịch. Ba Trần Hứa Hải ơi, đây là đơn hàng của ba Trần Hứa Hải tặng cho bé, đơn hàng 121.000. Yeah, đầu tiên là mình cũng có là một bộ thước Ikea nha. Wow, mà hình Doraemon và Minion rất là dễ thương ha. Đây, để xem trong bộ thước này mình có những gì nha. Wow, rất là cẩn thận trong bịch nữa nè các em. Wow, có thước tam giác cân nè các em. Wow, tam giác cân nè, đo độ nè, Ikea nè. Và một cây thước thẳng cũng có hình Doraemon luôn. Các em thấy không, rất là xinh ha. Một bộ như thế này, wow, tất cả gồm 4 loại luôn, nhưng mà chỉ có 8.000 một bộ thôi, rất là xinh. Wow, một chú ngựa Bonnie rất là đẹp luôn, Bonnie có cánh luôn nè các em ơi. Đây là một hộp bút có cả chìa khóa và ổ khóa nha các em, rất là xinh. Hộp bút Bonnie có ổ khóa như thế này là 80.000 ha, xinh tuyệt vời luôn. Và đây sẽ là đơn hàng của Nguyễn An, 171.000. Đầu tiên bạn có mua cả hai bộ kit làm xì lam nha, có 12 nguyên liệu làm được 5 loại xì lam khác nhau, chơi rất là vui luôn, chỉ có 30.000 một bộ. Kẹo kem đánh răng thì bạn có mua là một tip 10.000. Một cây bút Galaxy, shop lấy cho bạn là cục Galaxy hút hà. Đây, hình rất là đẹp luôn ha, mặt cười nữa, xinh ghê, 5.000 một cây nha. Một chai hương dâu 5.000 nè, một bịch pom pom cũng 5.000 và một bịch cớm cũng 5.000 luôn. Tiếp đến bạn còn gom mua cả nè, lắp lánh cho các em. Một cây bút lò xo, mặt đẹp, có mặt cười và có đèn nữa, rất là đẹp luôn ha. Đây, các em nhìn nè, rất là sáng, 18.000 một cây nha. Xin cho các em, đây, một đôi bông tai hình tròn và hình ngôi sao ha. Ngôi sao thì màu đen, vòng tròn thì màu trắng, rất là đẹp ha, rất là nổi bật luôn. Đôi bông tai này mà đeo lên tay rất là dễ thương đó các em, 15.000 một đôi nha. Không những vậy, bạn còn mua cả là đôi bông tai hình tròn và hình trái tim màu đen nữa, cũng rất là dễ thương, cũng là 15.000 luôn nha các em. Và đây là đơn hàng của mẹ Nguyễn Thị Hương tặng cho bé, đơn hàng 83.000. Các em ơi, mùa Halloween đã đến rồi và mẹ tặng cho bé là một chiếc nón. Đây, một chiếc nón phù thủy rất là dễ thương, có cả phần tóc nữa nè các em ơi,
rất là dễ thương ha. Tóc này đúng là tóc của phù thủy luôn á. Và một cái áo choàng nha các em. Đây, áo choàng rất là đẹp luôn. Và vừa áo choàng vừa nón như thế này á là 50.000 nha các em. Khi mua cả hai sản phẩm thế này các em tiết kiệm được 5.000 ha. Áo choàng thì rất là đẹp luôn, rất là mịn ha, vải rất là mịn. Và chiếc nón cũng rất là xinh, thật là ấn tượng, một chiếc nón phù thủy có cả tóc luôn. Bộ sản phẩm này là 50.000. Và các em ơi, đơn hàng Halloween vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình quay video kiểm tra hàng của chị em chúng ta ngày hôm nay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video kiểm tra hàng lần sau nha. Muốn gọi đặt hàng hãy gọi 0937899707 và đừng quên xin phép ba mẹ trước khi đặt hàng ở kênh Béo Chibi nha. Shop Béo Chibi, yêu các em nhiều, chào tạm biệt các em.